Anh ơi. Dạ, sáng sớm làm phiền anh nhưng mà anh vui lòng cho xin tiền nước ạ. Dạ, bao nhiêu chị? Của anh là 405 ạ. 500. Dạ. Anh ơi, có 5.000 không? Cho em xin thêm 5.000 ạ. Để em gửi lại anh 100. À, anh có 5.000 đó, cho em ơi. Dạ rồi, cho em gửi anh tiền. Ê, hóa đơn của anh đây. Em cảm ơn anh. Chị ơi. Dạ sao anh? Dạ tại vì tôi thấy có gì đó nó sai sai. Chị tính sao, chị tính lại giúp tôi nha. Tại vì tôi cũng là dân kinh doanh á, nhưng mà cách tính của chị nó lạ quá. Dạ anh thấy lại chỗ nào ạ? Tổng cộng tiền nước là 405.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Cái chị còn lấy tôi 5.000. Mà sao chị thối tôi lại có 100.000 vậy? Dạ em đưa anh 100.000 là đúng rồi. Thì đúng anh ha. Thì tôi đi được rồi anh nha. À. Chị ơi. Anh Ngọc, anh Ngọc. Họ còn kêu nữa. Nè, bây giờ vậy nè. Tức là tiền nước của anh hết 405.000 đúng không? Anh đưa cho chị là 505.000. À. Đúng chưa? À. Thì chị thối lại cho anh 100.000 là đúng rồi. À ha. Thôi mình đi làm ha. Dạ, thưa ba con mới về. Chào cả nhà. Sao anh về trễ vậy? Anh mới vừa thoát được kiếp nạn. Anh đang định thần lại nè. Kiếp nạn gì anh? Để kể nghe. Hôm nay sau khi lo xong việc á, cái... có chén rồi con. Lo xong việc cái anh mới cho chú Hùng tài xế về. Anh đi taxi. Trên đường đi taxi về nửa chừng anh mới phát hiện ra là trong cái bóp anh không có tiền. Cái rồi sao? Mà điện thoại anh cũng để quên ở nhà luôn. Lúc đó anh sợ lắm, anh không biết làm sao á. Tự nhiên trong tích tắc, cái đầu anh lóe sáng ra. Anh chợt nghĩ ra liền. Trong cái giỏ anh nè, nó có một cặp vé đi coi ca nhạc mà anh mua, anh định rủ má thằng Nguyên đi coi. Cái anh mới nói với tài xế taxi á, nói là chú ơi, bây giờ chú lấy cặp vé này đổi với 500.000 là về tiền đi taxi nha chú. Ông chịu liền luôn. Vậy là thoát kiếp nạn liền, mừng như ghê luôn á. Chị nghĩ thôi mà kêu là thoát kiếp nạn hả? Ủa, kêu taxi nó đưa về nhà, xong mình vô lấy tiền trả cho người ta. Ờ ha. Ủa con thấy trong bóp ba có thẻ mà, bà chỉ cần lấy thẻ ra đưa cho chú tài xế là được rồi. Đúng ha. Coi bộ kiếp nạn này á, có nhiều cách để vượt qua quá ha. Cũng đúng rồi. Hả, con? Đầu óc con có vấn đề phải không con? Nói thiệt cho ba biết đi. Có phải là chỉ số của con IQ là 80 không? Dạ, IQ của con có 80. Ăn đi ba. Ăn cho đời bớt buồn đi ba. Ủa, anh về rồi đó hả? Mẹ đã kêu là không được ăn thịt sườn mà ăn hoài vậy. Con đâu có ăn đâu, ba cũng ăn chứ bộ này nè nè, nãy giờ ba ăn chung với con nè. Rồi, không có ăn uống gì hết đó. Đưa thịt sườn cho con. Đấy. Đưa này. Có miếng sườn cũng giật cũng nhỏ nữa. Thôi này, ăn cái ớt cho đời bớt buồn đi này. Cái này gọi là cắn cái ớt đó hả? Dạ. Giờ ăn hay ngủ làm một chuyện thôi. Dạ, tại tối qua con thức khuya quá. Giờ cần ngủ rồi, đi khỏi ăn. Thôi để con ăn, ăn có sức để ngủ. Rồi ăn. Alo. Em đi về liền đi. Tự nhiên chị bị đau bụng dưới quá à. Không phải là đau bụng kinh, chị mới hết kinh đây mà. Về liền coi. Trời ơi chị ơi, hết khoa ngoại, khoa nội, khoa nhi, bây giờ tới khoa sản nữa. Chuyên môn của em là khoa ngoại mà. Trời ơi, về liền coi, anh rể mày té bể đầu này nè. Ba ơi, vô đi. Con chào ba. Ừ. Công việc cũng ổn hết hả ba? Ổn. Ba ơi, con đã tìm được hôm nay ngày gì rồi? Con suy nghĩ dữ lắm á, con mới tìm được ngày hôm nay là ngày gì đó ba. Có phải ngày hôm nay là ngày
tòa tháp đôi của Mỹ bị đánh bom hôm ba ngày 11 tháng 9 đó. Đúng phải không ba? Dạ. Yeah. Sao mặt ba kỳ vậy? Sao ba đánh con? Hôm nay là ngày đám giỗ của mẹ vợ mày. Vậy chuyện ba không nhớ là ngày đám giỗ của mẹ hả? Con không nghĩ là ba quên ngày này luôn. Con không nghĩ là ba kêu con tìm hiểu về mấy chuyện liên quan tới công việc, nên con cứ suy nghĩ theo hướng công việc không à. Bom thì liên quan cái chuyện gì hả? Nhưng mà sao ba lại nổi giận với con vậy? Đi bộ mày, ra ngoài ra. Dạ con ra. Nhưng mà hôm nay là ngày tòa tháp đôi của Mỹ bị đánh bom thiệt á. Trời ơi, mệt nhức đầu quá. Giờ đi lên. Bây giờ em hỏi anh một lần nữa, anh có khai hay không? Anh nói là anh không biết gì hết thiệt à. Giờ đi lên. Bây giờ có khai hay không hả? Anh nói không biết thiệt mà. Bây giờ anh có khai hay không? Khai không? Ngày hôm qua ba không hề đi thăm bệnh, đúng hay không? À, trời ơi, hỏi chưa trả lời nữa là nghỉ rồi. Xin lỗi. Chị ơi, có điện thoại trượt. Bây giờ không trả lời đúng không? Ba làm gì vậy ba? Làm gì? Có gì đâu làm. Bây giờ em đếm 1 tới 5 mà anh không trả lời em là anh biết tay em. 1 nè, 2 nè. Trời ơi, không biết gì rồi. Trường gọi điện thoại tới cho chị nè. Cảm ơn em. Anh, lát vô phòng em lấy bông băng thuốc đỏ nha. Dạ tôi nghe ạ. Hên cho anh đó, lát nữa về đi rồi tôi xử anh sao. Giờ nét lên. Trước khi đi không một xử cái nữa hả? Giờ nét lên. Kẹp lại. Giữ nguyên hiện trường này, lát về tôi xử lại bên kia. Xin kính chào quý vị. Công ty địa ốc EBC chúng tôi đã tham gia rất nhiều dự án khu căn hộ lớn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng quỹ đầu tư Best Fund. Và chúng tôi cam kết sẽ đem lại những dự án khu căn hộ thật là thông minh và cao cấp nhất nhì Việt Nam. Xạo đó, đừng có tin. Nhìn sang trọng vậy thôi cứ tưởng thiệt hả? À, có mù quáng lao đầu vô đi rồi biết. Chứ, ông có vợ rồi đó, mày nghĩ bể chuyện ra rồi ông chọn hai, chọn mày chọn vợ. Xin lỗi tất cả mọi người vì sự cố nhỏ vừa rồi. Bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời tất cả. Xin mời ạ. Bây giờ cô về công ty ngay đi, ở đây không cần cô nữa. Dạ, em thấy khách hàng cũng chưa có phàn nàn gì mà. Chứ lại em thấy chuyện cũng có chút xíu thôi, anh báo cáo lên chi cho mất công rồi anh. Chuyện như vậy mà cô nói có chút xíu thế hả? Bây giờ cô đi ngay đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Trời ơi, tôi đi nước kiểu gì? Dạ em xin lỗi. Anh có sao không anh? Sorry. Dạ mời anh đi trước ạ. Xin lỗi. Ôi trời. Ôi trời. Đứng phơi nắng 15 phút rồi đó chị Mai. Em nói đó, mày mốt á, chị bớt làm chuyện gì cũng bọp chọp đi. Tự nhiên nói về cái này, về liền. Trời ơi, thì em nghĩ đi, chị nghỉ việc lâu rồi. Giờ ở lại lâu nữa, tiền đâu mà mua vé máy bay về, đúng không? Sắp rồi, sắp có xe rồi, đừng lo.
hay giờ gọi điện thoại lại cho hãng nha, chứ máy bay không có đợi chị đâu nha. Không sao hết á, sống là phải lạc quan lên em, sắp có xe rồi. Ờ, lạc quan. Xe đi sân bay đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh. Con cũng về sân bay đó chú. Anh này là bạn trai của con. Bỏ nó giùm con nha. Nè nè. Cái gì vậy? Nè nè. Để tôi... Là cô và chúng tôi cam kết sẽ đem lại những dự án khu căn hộ thật là thông minh và cao cấp nhất nhì Việt Nam. Xạo đó, đừng có tin. Cứ mù quáng hoang đường mà lao đầu vô đi ha, rồi biết. Nhìn sang trọng vậy thôi cứ tưởng thiệt hả? Không có vợ đó, mày nghĩ bể chuyện ra rồi ông chọn hai, chọn mày chọn vợ. Ui, ôi tôi gì nước kiểu gì? Sorry. Cô làm gì vậy? Thì anh cũng ra sân bay mà đúng không? Tôi cũng ra sân bay, anh cho tôi đi chung đi, không bị trễ chuyến bay á. Năn nỉ anh. Không rảnh, tôi không muốn đi chung với người vô duyên như cô. Sao anh là đàn ông con trai mà anh cố chấp quá vậy? Tôi đã nói cái chuyện hôm bữa là ngoài ý muốn của tôi. Tôi cũng xin lỗi anh là còn gì. Cái đó là chuyện của cô, tôi không cần quan tâm, hiểu không? Năn nỉ anh. Sao mà sao cô già như nữa vậy? Tôi bắt xe đi đi. Xe là xe của tôi. Tôi bắt. Chưa lên mà, chưa lên xe mà. Xe. Tại anh hết á. Tại cô còn nói nữa hả? Trễ chứ mà tại anh hết á. Tại cô á. Tại anh. Bây giờ đi bộ đi. Gặp cái gì đâu không? Chả nhờ được gì hết á. Chuyện gì đó rồi hả? Bây giờ nếu cô muốn tôi nhảy xuống đây liền, tôi cũng sẽ nhảy cho cô coi. Sạc. Nói được làm được ha. Ác lắm nha. Tưởng tôi chết thiệt hả? Ê, tôi xin lỗi mà. Nó nghe nè. Bây giờ cô muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm hết. Nè. Mời quý khách cứ dùng tự nhiên. À, quý khách thấy những món ăn này sao? Được. Mà nè, anh tạ lỗi với tôi bằng cái con ghẹ bé xíu vậy hả? Tại thực ra hôm nay bé. Làm việc chăm chỉ lên, lau cho kỹ vô. Nhanh tay nẹ chân lên. Đau. Lau cẩn thận, chăm chỉ lên. Biết rồi. Tiếp đi. Gì
Rồi 1, 2, 3, quay. Lâu lâu, nhảy gì á? Sao nhảy cùng tay cùng chân thế vậy? Ai biết đâu, từ đó giờ tôi có nhảy bao giờ đâu. Thôi bây giờ cô thị phạm cô chỉ đi rồi tôi nhảy theo. Anh có thù với âm nhạc vậy luôn hả? Kệ tôi đi. Rồi bây giờ tôi nhảy gì nhảy theo đó nha. Sao có thể làm trò điên khùng theo cô ấy được, hay thiệt chứ. Nè, bắt chưa đi. Điều nhảy đầu tiên, sáng dậy rửa mặt nè. Lên phớt. Điều nhảy cuối cùng, cá heo lướt sóng. Dẻo lên. Đó, đúng rồi, đó. Trời ơi, cũng gãy xương sống luôn nè. Cho vô bờ được chưa? Hai người đang làm cái gì vậy? Ủa, hai tập thể dục buổi sáng đó thầy. À, đang tập thể dục.